qua bên ông Thế. Mời chưa, mời bên kia. Mình đem về tới nhà không á? Không, con về á, mình đi được. Chưa mời. Dạ. Chị qua bên ông bà Thái. Này Năm Thế đâu? Thằng này đi theo tôi. Rồi đi chứ đi. Ừ, nãy giờ sớm ăn đâu không trời. Rồi, chào mấy em. Hơi tối. Bây giờ mình đi xe đường này. Tôi đang ngồi xe đi chợ mới An Giang. Tôi mới thấy 44 kìa. Quá vui rồi, không lắm. Ơi ơi. Ngồi ghé mua cái đầm thối bận. Bạn ngủ cái đầm bạn ngủ. Đây 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 ngồi thôi. Đây để tao mới chuyển gì đó đủ cho chuyện đó luôn. Rồi cảm ơn. Tao vừa. Tao riêng bao ăn luôn kìa mà ăn gọi mới là không tính tiền mà mua gọi mới tính mua cái mới tính gì đó. Hỏi rồi 50 bao ăn mà 50.000 kìa. Bao ăn luôn. Bao ăn bụng á. Bao ăn bụng rồi mình mới mua mới tính tiền. Mày thấy không? Mày đi nổi luôn. Tiền tôi quýnh bụng đi không nổi. Vậy cho nó bao ăn mà. Bao ăn cái đó. Giờ bao bụng kêu. Rồi cảm ơn rồi. Rồi cái tôi bắn rồi đó. Quá. Nhóc có trường. Số gì chừng nào có bán. Rồi bà đây số gì? Lên chợ nữa hả chị? Vô cũng sao. Mình đi cổng trước không được. Mày nói chạy luôn nha. Đâu là chạy xe à?
mua cây càng hỏi le lửng đó. Tới cái le lửng gan khúc bấm lại. Tối cảnh cái tao bắn rồi. Xe lôi nè, đó đi xe lôi nè. Xe lôi mà đi bộ rồi đi xe lôi gì đó. Có xe lôi đi cũng đỡ. Đi mày đi trong ha. Tối cảnh cái tao bắn rồi. Lỗi không nổi thì đi xe lôi. Rồi cảm ơn. Xe chút. Ở đây có đèn đỏ nữa thấy không? Nước mé miễn phí nè. Đi. Đi. Xe đậu nắng. Sáng giờ là uống sữa đậu nành. Đó, cầu thôi, chỉ mưa ở đâu rồi mưa, cái nó đãi. Tối nay mưa ngay chỗ mình đi đó. Tối nay ngủ qua. Đã luôn. Hết đi đâu luôn ở chân trà ở trong. Nó chắc hồi đó giờ đây đi ra trên núi mà có bị mất mưa chưa? Mắc mưa một cái nó lạnh tới trong tim gan rồi. Trên núi mà mấy đó bà chắc đi trên Phật Di Lạc á, mấy em mới lạnh rưỡi vậy đó. Trên đi tới chùa Phật lớn á, chưa tới trời ơi đất cám mưa đi tới. Đi này đi này đi bằng ruột. Lạnh trong bụng ra luôn. Dữ lắm lạnh. Ồ bên đây còn chỗ đậu xe nhiều mà. Đeo qua chỉ đâu đâu. Đeo qua đâu rồi nó bỏ dài 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 đi. Dạ. Đi như rộng lắm, phía sau chùa nè, kế chùa nè. Rồi sáng mấy xe diễn hành nè, khuya đó mới chạy về đây. Đợi mấy điểm này nè. Rồi mình ở đây mình coi ha. Đó mình coi lộ kia kìa. Coi rồi về tới đây coi luôn cái hàng lớp rồi mình đây. Nè, coi bằng lên rồi mình trở về đây chứ mấy chị. Hai mươi mấy chiếc xe gầm của đức thầy trời giờ thấy mê luôn. Mỗi một xã một cái gì đó mỗi một chiếc một xã lẫy luôn á. Làm chiếc nó đẹp xuống mẹ đeo ngoài nó thì Bắc Nhã chạy từ Bắc Nhã ra là đi gan đẹp đẹp không nó chèo nước sông nha. Vậy là mình xuống nghỉ đây luôn hay gì đến đem đồ xuống hay vậy để xe. Đang mở cửa mình cũng hết hồn đó. Lấy bọt lên không? Kế chùa hả? Cũng kế chùa hả? Hút chút rồi hả? Chỗ mình xuống đi rồi, đang có dây xe vô nè. Xe đi vô thì rồi, cậu có để xe mà nhà bà con mà bà con. Bà con trời. Bà con năm con năm rồi bà con mình ở đây mà. Đâu phải chỗ của Trinh. Đâu đâu đâu. Năm ăn rượu thôi. Không có là thứ tư, thẩm thả là thứ tư. Không mà đêm nay ở đây nghe đây hả Dương Chính? Ở đây luôn. Che đây nhưng mình đi đây kia bộ. Gần cả chỗ một lần nữa hả? Hai khác. Mỗi lần thì dưới kia gần tổ đình. Xe thì đậu đây rồi, không đi đâu đó chứ. Xe đậu đây rồi. Xe đậu đây. Vậy là đồ mình đem xuống hay gì? Đồ đem xuống. Đâu có tắm mình lấy xuống. Lấy cắm đâu. Này chứ đâu. Đi lên nhà anh Tư chứ đâu, đây cũng lộ đây chắc ở đây nè, nội ơi. Không. Đây. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Phải không cho đội xe đây đi. Tôi lỗi ra đường này nè. Ừ, đây cũng rồi. Ở đây tắt đây nè. Ý đây đồ mình vẫn. Vẫn đợi đây chứ chưa có đem xuống tắm rửa được hả Dương Chính? Vẫn để đây, đồ đó vẫn tắm rửa được tắm đây nữa. Còn đồ để đây hả? Đừng biết đâu hả? Ở trên xe cũng được. Xe cũng được. Để xe vô. Xe đi nhà đi. Xe đi nhà đi. Ở đây các bạn đâu đi đâu đâu. Chừng nào mình lấy đồ thì nói có tại mở cửa thôi. Bác tạm đi chung mình chơi luôn mà đi cúng luôn mà. Đi chú biết. Đi chơi tham mình chơi nha. Chào. Chào. Bà con có tắm rửa thì vô có tắm rửa. Tự nhiên. Đây bà con cũng dính. Con
đây là cháo gì trên. Đi về Gia Hưng, mau lên. Đi về. Đi qua chút, đi qua đây chút. Nhả qua một chút. Rồi. Cho bút ra được chưa? Rồi. Rồi các bạn, bút rồi. Mới nè, trời ơi giỏi dữ rồi. Con dừng đi. Mua đi đâu
trước vô luôn, vô cổng luôn. Thank you.
Mưa vậy anh sao đi?
giòn hết trơn. Xe máy móc như máy tài xế chạy an toàn và hiệp hòa, đưa lòng thắng con đi đến nơi như đi chốt dặn sự bình an.
cũng nhận danh gia hậu đội đồng chúng con ở đây cũng dừng cha dừng mẹ dừng đến thành đi này về nhà pháp bồ đề tâm về thấy thật cá ứng sợ tương chay ngon ngọt không đói bụng không sốt ruột là động tố về tinh tưởng tu ra phương pháp nhà đây bồ đề chúng con ở đây cũng ngồi hướng pháp lên niệm phật công đức công đức cũng xin cha cha mẹ thầy tổ và tất tất chúng ta cái ngang cái lộ thì là anh em bồ đề chúng con có mặt của chiều nay những vị đi đây về nhà bằng đau đặt đó nếu ai có biết lợi cho người trả lợi chúng ta có dư đến tận theo lời thầy dạy vừa no bữa ấm là bằng lời chi để cho đồng chúng con yên tâm lo tu hành cho tất đắc nếu bệnh hoạn thiên năng thiên ngọc tâm chúng con động tu không được chấn động tội nghiệp và công nhận cho gia hộ đội cho đồng chúng con đi đến nơi về đến chốn nhận được bình an được khỏe phát tất và kết quả cho chúng con ở đây cũng làm tròn bằng sự chi tiết này và đây cũng có ngay cô với chúng em bên đại đằng sau cũng có xác định đầu đời bằng chứng các chương trình diễn xin chúc được cùng cha mẹ biết đạo nhận các cấp chúng ta sắp thêm và cấp định thêm cho mấy cô với chú anh em ấy để đậu đâu cho hết đó gần căn đầy đủ đã đem chúng con nhận căn chương trình để trọng công phòng sự anh em bên đại chúng con cũng hùng lại mua bánh không quơ quả tết mua dạng hợp cũng như người khách trên đường cũng phải nâng gia vợ các chi gì cũng vậy thôi mình tạo lòng chúc chúng con và chúng con xin thành lòng tất cả lên cầu cũng tâm trí cũng tâm đồ bằng ban cha mẹ thì đậu nhận các cấp quá có cái cha cấp kỹ này mới ra thành nước tâm đồ cho chúng con phải cũng vô được nhẹ nhàng khác lắm dầu bên kia cũng được mạnh động hơn xưa bây giờ biết được học trời linh nước lạnh cũng thân mình nghe tên bao giờ xin chúc mừng cha mẹ đồng hồ mặt tao bảo nha cảm ơn nhân bình đại tha thiết nhân bình chúng con ở đây để chúng con được quay học kinh nam mô a di đà và mời chị đồng đứng lên chuyện nghe chuyện ngang đây tôi nghe tắm cho đây đây Oh,
diện thôi. Cây này hiệu gì đẹp quá ha. Nhưng mà bằng đâu dễ đi theo cái chiều nào chiều đúng quá. Cây này bắt này không được. Trung bình cũng bắt được. Hả? Trung bình này. Này hai mấy triệu, này 2.5 triệu. Cái cây hả? Đây, 2 triệu. Cái cây 2.5 triệu ha. Cây đông mắt thấy rồi. Cây có thể nó chiều hướng đi theo đi đâu bây giờ không khỏe tự điều chỉnh không điều chỉnh điều chỉnh lúc đó với lại tự điều chỉnh cái khuôn mặt, ví dụ nhớ cái khuôn mặt này thì ở khuôn mặt này đi đâu thì nó quay theo đó, tự động cái phim nó nhớ cái khuôn mặt một người nào đó thì người đó đi đâu thì nó sẽ quay theo đó, khi mình nhớ tới đó là tự động nó còn chạy xe mình chạy trước thì mình đâu có thấy gì đâu, nó nhớ cái chiếc xe đó nó quay chính xác, không có là cái đường lộ không quay này, nó cả cái cây không biết hay gì rồi, thì nó mất rồi. Thấy thấy vợ ảnh nó ảnh tự động nó ảnh à? Dạ. Có băng lên trang nào không? Chiến bắc. Chiến bắc. Chiến bắc. Chiến bắc nha. Chiến bắc mà không có bao giờ. Chị bắt em YouTube chị B thì viết chữ lớn. Chị bắt này chữ lớn. B chữ B lớn. Có hết đó. Chị phải coi. Thank you.
có lẽ. Dạ tú luôn, có lẽ con trái luôn đi. Thank you.